đây các bạn nhá. Cái này bây giờ nó là cái mà nhà nào cũng nên có này. Đấy. Tầm quan trọng của cái thiết bị này. Bây giờ nó rất là quan trọng, gần như là hệ thống điện nào chúng ta cũng gặp cái thiết bị này. Thì đây nó là cái biến tần của nhá. Nó là cái biến tần. Nhìn cái này thì rất giống cái phiên bản lần trước nhưng mà công suất nó khác. Đó. Cái lần trước là mình mua cái phiên bản là chỉ có 2,2 kW thôi, còn cái đó thì công suất nó không đủ với cái yêu cầu mình, nên mình mua cái phiên bản này, cái phiên bản 4 kW. 4 kW các bạn nhá, 12 kVA. Đấy, 6 ngựa, 4 kW. Cái dòng điện tối đa nó có thể chịu đựng được khi mà tải với motor ấy, nó là 20A. Ok. Thì riêng tất cả các thiết bị nào khác ấy, thì chúng ta có thể bỏ cái quyển hướng dẫn sử dụng ngay đi được. Nhưng mà riêng cái thằng biến tần nha các bạn nhé, thì cái quyển hướng dẫn sử dụng nó lại là quan trọng số 1 luôn. Đó. Thì đây người ta sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, hướng dẫn tất cả các cái chương trình, các cái chương trình để chúng ta có thể cài đặt cho cái này nó chạy. Đấy. Thì sơ qua nhá, đây là các cái chương trình của nó này, dài như một cái tờ sớ luôn mà. Mà với cái gọi là cái IQ của một người trưởng thành thì đúng là không thể nhớ được hết cái chỗ này các bạn nhé. Không thể nhớ được hết cái chỗ này. Đây nó bằng này mục, mà mỗi một mục của nó có bao nhiêu giá trị khác nhau cơ mà. Đấy. Ok, cái này là phải giữ lại. Tuy nhiên là mình nhớ được 4 cái cơ bản thì mình chỉ dùng 4 cái cơ bản đấy thôi. Còn những cái chuyên sâu thì mình không có dùng đến, thì mình không để ý lắm đến quyển hướng dẫn này. Nhưng mà không biết đâu được, biết đâu một ngành nào đó mình phải cần dùng đến, đúng không các bạn? Đó, nên vẫn cứ phải giữ lại quyển hướng dẫn sử dụng đấy. Ok, thì sơ qua nhá, mình nói lại cái sơ qua cái biến tần này. Nó là một cái thiết bị chuyển đổi điện một pha thành ba pha. Mà bây giờ nhá, các cái motor ba pha nó nhăn nhạt luôn các bạn. Đó. Đây là cái mặt giao diện. Ok, thì đây nó là cái phiên bản 4 ký. 4 ký thì mình sẽ xem là 4 ký nó khác gì cái phiên bản 2 ký 2. Thì con này cái phiên bản 2 ký 2 thì mua hết khoảng 175 đô, mua hết khoảng 1,8 triệu. Còn cái phiên bản 4 ký này của mình ấy thì mình mới mua ở trên Banggood. Giá của nó là 100 đô. Nó không đắt hơn nhiều đâu nhưng mà công suất nó khác rất là nhiều. 4 ký chúng ta lại dùng được hơn rất là nhiều so với 2 ký 2. Bởi vì motor 3 pha thông thường nó dao động từ 2 ký rưỡi đến trở lên. Đó, thông thường là từ 2 ký rưỡi trở lên mà 2 ký 2 thì lại không đủ, quá tải. Đấy. Ok. Chẳng qua là mình mới nhặt được cái quạt lợn các bạn ạ. Nên là mình một cái quạt đấy nó lại chạy điện 3 pha. Nên là mình mua thêm cái này để dùng cái quạt đấy. Mà quạt 3 pha dùng thì thứ nhất là nó tiết kiệm điện. Cái thứ hai nữa là công suất nó lớn. Đó. Bây giờ xem cái phiên bản 4 ký như nào nhá. Thì bây giờ các cái biến tần này giá nó rẻ á, thì mình nghĩ là mỗi người nên sắm cho riêng mình một cái, để chúng ta không dùng việc nọ chúng ta sẽ dùng cái việc kia. Nó rất là nhiều việc liên quan đến biến tần. Mà trong cái đợt này thì biến tần nó đang rẻ á. Nên là các bạn có điều kiện thì cứ sắm thôi. Đó, đây là cái phiên bản 4 ký của mình đây. Ô, trên này nó còn cái mạch gì nữa ta? Đó, hai cái quạt thì bỏ ra ở bên đã. Tí nữa tính sau. Thì liên kết mua con này mình sẽ để trong phần mô tả của video này nhá. Đó, quạt này nó là cái quạt loại 4x4 12V 0.1A nhưng chạy rất là tít luôn. Đấy. Thì cái này nó lại, tại sao mình lại nhắc là mình lại bảo các bạn là nên giữ cái quyển hướng dẫn sử dụng ấy, bởi vì là ở đây nó có rất là nhiều cái cổng giao tiếp ra bên ngoài. Mà cái giao tiếp này chúng ta lại có thể là ví dụ như thế này nhá. Đây các cái cổng giao tiếp của nó đây. Cái công tắc này chúng ta có thể cài đặt để cho nó chạy như thế nào cũng được. Đó, chỉ cần quan tâm thứ nhất là điện vào một pha, điện ra ba pha. Công tắc này chúng ta có thể cài được cho nó chạy ở vận tốc là 50Hz. Công tắc 2 cài vận tốc 100Hz. Công tắc 3 đảo chiều, công tắc 4 là dừng, công tắc 5 là khởi động. Hoặc là công tắc 1 chúng ta cũng có thể thay đổi là
khởi động hoặc dừng. Đấy, nó lại là một cái rất là hay như thế. Đó, để mà cài được thì lại phải dựa vào cái quyển này. Đấy. Nói chung biến tần là cái cực kỳ hay. Biến tần là cái cực kỳ hay. Mình phải công nhận một cái điều như thế. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mặt trên của nó trước. Đó. Nghe chừng như là thời tiết ở đây là sắp mưa đấy. Trước kia cái phiên bản 2.2 của mình không có cái mặt này hay sao ấy. Bạn nào xem để tí xem lại video xem. Không biết là mình còn giữ cái video đấy không. Đó. Đây các bạn ơi. Đó, đây là cái cổng giao tiếp của nó nhá. Đây là cái cổng giao tiếp của nó. Giao tiếp hết bằng ô tô quang các bạn nhá. Mà cái giao tiếp này là nó không, nó cách ly hoàn toàn điện 220 bởi vì là nó có cái nguồn cách ly đây rồi nên các bạn không lo giật nhá. Đấy. Ôi giời. Chưa gì nó nhìn thấy con sò này. Các bạn thấy kinh chưa? Đúng là con sò 4 kg có khác. Dã man con ngàn thật. Con sò 2 kg 2 nó bé tí các bạn ạ. Nó không như con này đâu. Đấy, được rồi. Cái phần này cứ để tí nữa. Trước tiên là cái phần giao tiếp với các cái lệnh điều khiển ở bên ngoài. Thì đây, nó đây. Đó, giao tiếp hoàn toàn bằng ốp tô quang qua con trung tâm đầu não ở đây. Đó. Có phải đây con điều khiển đi. Ô. Đây các bạn ạ. Đối với cái con này thì cái con trung tâm đầu não nó chuyển lên trên cái bo trên này các bạn ạ. Bo riêng. Riêng cái con 4kg này, còn cái con 2kg là cái trung tâm đầu não nó nằm ở cái khu vực này, dưới này. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là ở đây nó là cái thiết bị của chúng ta, biến tần. Đấy, linh kiện nhìn cũng bình thường thôi. Nhìn chất lượng linh kiện thì rất là tốt, nhưng mà cái độ, mật độ linh kiện thì cũng bình thường. Đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là nó sử dụng hai con tụ to, ơi to này các bạn này. Đấy, hai con tụ rất là to. 400V, 820 microfarad. Con này chắc chắn con không xong rồi. Xong. Con này con tụ chính ấy. Và con tụ này chắc là để cấp nguồn cho cái nguồn cấp trước này, nguồn phụ này. Nguồn phụ này bao giờ nó cũng là nguồn 24V còn nhé. Bao giờ cũng là nguồn 24V. Có hạ xuống thêm nguồn phụ nữa là nguồn 12V không thì không biết. Nhưng mà cái nguồn chính của nó để nuôi cho cả cái hệ thống này là 24V. Đấy. Con này nó là con gì đây? Rất là khó nhìn. Các cái linh kiện xịn thường thường là các cái chữ nó rất khó nhìn. Đây, con này là 4N60. 4N60 các bạn nhé. Cái biến áp xung. Thì để mình xem là cái bên dưới của nó như thế nào. Tí nữa tiên đem motor nó test các bạn nhé. Mình có con motor 3 pha mới nhặt được ở cái quạt lợn. Đó. Cái chỗ này là được chống nước hết các bạn nhé. Chống nước này. Các bạn ở trên video có nhìn thấy không? Các cái linh kiện dán này được chống nước hết. Nó phủ một lớp như kiểu là lớp theo mấy anh quảng cáo thì nó là cái lớp nano. Thì mình cũng chả biết là như thế nào. Đấy. Nói chung là sử dụng cái biến tần này nó rất là hay. Mình cũng có một vài clip là biến điện một chiều thành biến điện một chiều thành xoay chiều 50Hz để sử dụng cái quạt rồi. Các bạn có thể tham khảo lại. Đây các bạn ơi. Wow, ui trời ơi, các bạn có thể xem đây con sò của nó này. Nó phải to ra, nó phải dài ngang với lại cái đốt ngón tay của mình ấy. Đây các bạn này. Dã man thật. Các cái đường công suất của nó này. To như kiểu hộ pháp đấy các bạn. Đó. Mà trên mấy con tổ chống xét này được hàn ở bên dưới này. Ở đây có một con rồi, dưới này người ta hàn thêm hai con nữa. Ở đây rơ le bảo vệ nhá. Con này là con rơ le bảo vệ quá dòng. Rơ le bảo vệ quá dòng. Các cái dòng inverter này kể cả nó đang chập pha, nó đang chạy nhá, nó chập pha nó cũng bảo vệ được rất là tốt. Nó đang chập pha, nó đang chạy mà nó chập ba pha đầu ra này. Là nó cũng bảo vệ được qua con rơ le này nhá. Chỉ trừ trường hợp các bạn quá đen, thứ nhất là nó chập giữa
đầu ra và đầu vào. Tức là một trong các cái pha đầu ra nó chập vào đường 20V, 220V vào ấy, thì là nó sẽ bị chết cái con sò này. Đấy. Cái thứ hai nữa là nếu như các bạn đen nữa mà cái con rơ ren này nó bị dính ấy, nó không đá được nữa, thì đấy là do các bạn đen thôi. Đấy. Còn cái chức năng bảo vệ của cái con biến, những cái dòng biến tần này là cực kỳ tốt. Mình đã thử rồi. Đó. Mạch bên dưới thì được phổ hết tất cả. Phổ hết tất cả. Con này nó cho phép đầu vào điện áp lên đến 380V các bạn nhá. 380V. Đấy, linh kiện thì như thế này. Quan tâm nhất là cái con 4 ký thì cái linh kiện đây nó là IGBT tích hợp nhá. 6 con IGBT công suất cao là trong đây. 4 ký dã man cho bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lắp lại và hướng dẫn các bạn cài đặt qua với lại sử dụng cái con này nhá. Ok. Rồi, như vậy là kết nối cái này đơn giản thôi các bạn ạ. LVN thì cho vào nguồn 220V nhá. Ở đây mình sử dụng nguồn 220V, còn nếu các bạn có nguồn 380V thì cũng được thôi. Đấy, còn cái này thì cho vào 3 pha của cái motor, thì ở đây mình có cái motor 3 pha các bạn nhá. Đánh dấu vào đây để cho các bạn thấy được tí cho nó quay tốc độ như nào. Đấy. Rồi cắm nguồn nhá. Thì là ngay sau khi cắm nguồn thì cái con này nó sẽ vào chế độ làm việc này. Thì trước tiên là chúng ta phải cài đặt cái chương trình nhá các bạn nhá. Thì các bạn làm quen với các nút ở đây. Nút này là cái nút để chuyển đổi các cái giá trị cài đặt này. Nút này là nút quay ngược quay xuôi này. Đấy, FWD là quay xuôi, RLVK là quay ngược. Đây như này là quay ngược, là chuyển sang quay ngược này. Ở ngoài nó màn hình nó không nháy như này các bạn nhá. Đây nó nút program để đây, tức là cái nút chương trình để vào cài đặt đấy. Ở đây nó có rất là nhiều chương trình chúng ta cài đặt luôn. Nút này là nút enter function data. Đây nút chạy và đây nút dừng, thế thôi. Đấy. Thì chúng ta phải cần đến cái quyển này để có thể cài đặt được, nhưng tuy nhiên mình không cần đến bởi vì là cái hãng này mình dùng quá là quen rồi. Thì mình quan tâm đến cái chương trình, và trong cái chương trình cài đặt mình chỉ quan tâm đến 4 cái chương trình. Thứ nhất là F00, F01, F02 và F06 thôi. Thì bây giờ nó là những cái gì ạ? Đầu tiên là chúng ta vào cái chương trình nhá. Bấm vào đây nó sẽ ra như này. Đấy. Vào đến chương trình 00 thì chương trình 00 nó là cái, các bạn hiểu đơn giản, nó là khai báo cái điện áp mà chúng ta đang sử dụng. Thì cái biến tần này nó sẽ dựa vào cái điện áp mà chúng ta khai báo đó, nó để nó tính toán ra cái PWM thích hợp ra cái motor này nha các bạn nhá. Thì ở đây mình đang sử dụng điện 220, đây đang 380 đúng không? Thì mình sẽ giảm xuống là 220. Nhấn cái nút này để nó chuyển cái giá trị hàng chục, hàng trăm, hàng đơn vị nhá. 220 này, enter. Đấy, nó nhảy sang luôn sang P01. Thì cái P01 này nó là cái tần số khai báo cái tần số đầu vào mà chúng ta đang sử dụng. Thì nó là cái tần số đầu vào là 50Hz. Ok đúng không? Điện 220V nhà nó 50Hz. Đến cái P02 thì đây nó là cái P rất là quan trọng. Cái P02 này tức là cái gì ạ? Nó là cái điện áp đầu ra, cho phép ở đầu ra. Ví dụ như ở đây mình dùng motor 110V 3 pha, thì chỗ này chúng ta phải cài là 110V. Đấy, là 120V. Được chưa ạ? Thì cái P02 này không bao giờ vượt quá P00, bởi vì ngay từ ban đầu chúng ta khai báo điện áp đầu vào là 220V thì cái chỗ đầu ra không thể lên 380V được. Đấy. Nó chỉ có thể nhỏ hơn hoặc là bằng điện áp đầu ra thôi nhá. Đấy, thì tuy nhiên ở đây mình là sử dụng motor 220V thì mình chỗ này mình cho nó điện áp đầu ra là 220V 3 pha. Còn này mình cho xuống 120V hoặc đơn giản là 20V hoặc là 10V cũng được. Đấy, cái này nó rất là hay. Đây, 15V cũng được các bạn nhá. Nhưng tuy nhiên ở đây mình sẽ cho là 220V. Ok, enter. Đấy là sang đến cái P02 rồi. P03, 45 các bạn không cần quan tâm, nhảy sang đến P06. P06 đây nó là cái tần số tối đa mà chúng ta khi mà xoay cái nút này này thì là, ví dụ ở đây mình cài đây là 400Hz. Cái tần số này sẽ quyết định cái tốc độ vòng tua của nó nhá. Đây, ví dụ mình cài đây là 400Hz thì khi mà chúng ta vặn hết một cái chu kỳ của cái chiếc app này thì cái tần số này nó sẽ nhảy lên đến 400Hz. Đấy, đây các bạn có thể thấy nó thay đổi này. Đấy. Được chưa? Thì cái tốc độ này quay rất là tít, motor nó quay rất là tít. Nhưng ở đây mình không muốn nó lên đến 400Hz, nó cao quá chẳng hạn. Mình không căn được. Thì mình lại vào P06 mình cài ở đây ví dụ như là 200Hz thôi. Hoặc là 250Hz thôi cũng được. Đây.
250Hz nhá. Thì khi mà ra bên ngoài đấy, chúng ta vặn hết cái chiếc áp này, nó chỉ lên đến 250Hz thôi. Đó, 1Hz cũng được, mà 5Hz cũng được, 10Hz cũng được. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cho nó chạy nhá, để các bạn thấy được là cái tốc độ motor nó thay đổi như nào. Đây, lên một chút này, nó sẽ thay đổi nhá. Cái này có khởi động mềm con nhá. Ôi, nó cái motor của mình nó bị rò điện các bạn, sờ vào vỏ chết liền đấy. Đó, lên này, còn thấy chưa? Nhấc chân lên khỏi mặt đất thì mới dám sờ tay vào đây các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy bắt đầu nó lên chưa? Nó lên đến 129Hz này, là nó tốc độ như này nhá. Bây giờ mình cho lên 250Hz này, nó sẽ quay rất là tít. Các bạn thấy nó quay tít chưa? Lên 400Hz nó còn quay kiểu quay như vũ bão luôn các bạn ạ. Bạn thấy chưa? Đó, bây giờ mình dừng này. Dừng ấy thì nó cũng dừng tại từ từ nhá, chứ nó không dừng đột ngột đâu các bạn ạ. Đây các bạn thấy là tốc độ đang giảm này. Đó, các bạn thấy chưa? Tốc độ nó có giảm theo cái tần số này nhá. Cái tần số này là cái tần số quyết định tốc độ của cái motor. Tần số càng cao thì cái motor nó chạy càng nhanh. Nó không giống như motor một chiều. Riêng cái motor không đồng bộ 3 pha này, nó lại chạy tốc độ nó thay đổi phụ thuộc vào tần số. Đấy, kiểu vậy. Các bạn thấy chưa? Thế thì nếu như mà, đó, như vậy là dừng này. Thế thì nếu như mà bây giờ mình chỉ cho nó chạy với tần số 1Hz thôi, 1Hz thôi nhá, thì mình lại vào cái 06 này. Đấy, thì mình cho nó thôi 10Hz thôi nhá các bạn nhá. Thì các bạn sẽ thấy là nó quay chậm như thế nào. Thoát ra này, thì khi vặn maximum nó chỉ được 10Hz thôi. Đó, và nó tính là 1,mấy Hz luôn nhá các bạn nhá. Chạy này, các bạn sẽ thấy motor nó quay chậm như nào. Nhưng mà khi mà nó quay chậm thì cái moment xoắn của nó rất là cao nhá. Các bạn đừng có tưởng nó quay chậm là yếu nhé. Ai mà thò răng và cắn chỉ có gãy răng đấy. Đây. Đó. Đây. Mình sờ vào, nói chung là mình sờ vào thì nó hơi tê một chút. Cái moment xoắn hiện tại của nó rất là cao. Không có cái gì để mà giữ lại được nhỉ. Đó. Mình sờ vì nó hơi tê tê. Bởi vì mình đang sử dụng điện lưới, mà cái motor mình đang rò điện đó. Hôm qua motor dính nước mưa các bạn ạ. Đó, rất là chậm này, nhưng mà cái moment xoắn của nó cực khỏe luôn các bạn nhá. Đừng có ai dài và thò mồm mà cắn là chỉ có gãy hết răng ấy. Đó, lên 10Hz thì nó nhanh hơn chút này. Đấy. Cái này các bạn thích cho nó chạy tốc độ bao nhiêu cũng được. Nó còn khỏe, có khi còn khỏe ngang với motor giảm tốc đấy các bạn nhá. Đây. Cái này của mình nó bắt đầu chạy được từ 2Hz. Xuống đến 1Hz là không chạy được nữa. 1Hz thì nó yếu quá này. Đấy, 2Hz nó bắt đầu chạy. Các bạn thấy chưa? Hay chưa? Nói chung là các cái thiết bị biến tần này cũng là cái nào cũng hay. Mình đánh giá rất là cao các cái thiết bị biến tần này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái chức năng đảo chiều nha. Đang chạy như này đúng không? Các bạn thấy nó quay ngược như này đúng không? Bấm vào đây cái này, nó sẽ dừng và nó quay ngược lại. Đó. Nó cũng sẽ dừng kiểu khởi động mềm luôn. Đây này. Đấy, dừng này từ từ nhá. Và khởi động lên từ từ luôn. Các bạn thấy chưa? Rất là hay luôn. Đây, chỉ cần bấm một nút. Bình thường để mà đổi pha, đổi chiều quay của motor 3 pha là chúng ta phải thay đổi dây. Còn bây giờ có biến tần nhá, thoải mái đi, thích quay như nào cũng được. Đó, đó là cái hay. Đấy. Rồi, như vậy là trong cái video này mình đã giới thiệu qua cho các bạn các thiết bị biến tần để sử dụng các cái thiết bị 3 pha. 3 pha, motor 3 pha ấy mà chúng ta thay đổi được tốc độ là một. Cái thứ hai sử dụng được với điện 1 pha. Thì đấy, con này nó giá nó chỉ rẻ thôi, nó khoảng hơn 2 triệu một tí thôi. Thì anh em nào mua có thể là truy cập vào liên kết nhá. Trong phần mình để trong phần mô tả. Đó. Đây là rút điện ra rồi nhưng mà cái tụ nó vẫn còn tích, nó vẫn còn cho motor nó chạy được lúc nữa đây các bạn này. Rồi, ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.